Hello, xin chào tất cả anh em yêu mến phơi mai gừng trên cả nước anh em. Thì hôm nay chào anh em đến với kênh Sandy Tôi Lóc anh em. Hôm bữa giờ cũng bận quá anh em nên không quay video ra video cho anh em xem anh em cũng thông cảm anh em. Và cảm ơn anh em thời gian qua đã xem kênh của Sang, ủng hộ Sang và có những cái bình luận mà Sang cũng không trả lời được anh em cũng thông cảm anh em, vô dạo này bận quá anh em. Thì hôm nay thì Sang quay những cái phôi hôm bữa giờ mưa quá anh em nên Sang cũng chỉ không có thời gian để chăm sóc, mà mưa quá thì cũng chăm cũng không được anh em. Thì coi sự phát triển của nó như thế nào anh em. Cái phôi này anh em còn nhớ không? Sang cũng đã ghép cúc mà họ Hương anh em, nó cũng dính anh em. Thì Sang mưa quá nên Sang cũng ấy nè, chùm lại kính hết luôn. Chỉ là được cho nó cái thân nó ra thôi. Nên thấy không? Cái thân phôi này anh em cũng Sang cũng quay sơ thôi anh em, chứ không có dạch đế gì cho anh em xem. Thì anh em thấy bo Sang ghép dính hết luôn anh em. Thì nửa đi mô ra là cái này là đứng lên em, đứng lên, còn cái này là đưa cái tàn ra anh em. Thì cái dáng này là dáng hạt đỏ, dáng thú anh em. Khoi này nè, em cũng khoi này em cũng biết là tại chùm anh em, nhiều khi anh em cũng không biết anh em. Mới ra Sang cũng mới giờ ở bọc ra cũng ngàn qua ngàn kia vậy thôi anh em. Bọc ra cúc hoa hương mạnh luôn anh em ghép mai gừng mà anh em rút kép hoa hương, rút hoa hương rất mạnh luôn anh em. Cây này coi mai gừng cũng thành phẩm anh em. Cây này thì anh em nào xem video của Sang người cũng biết anh em. Cũng có nhiều phôi Sang cũng đã giao lưu rồi anh em. Giờ tròn trong vườn cũng ít thôi anh em. Cái phôi này thành phẩm rồi anh em. Phôi này thì Sang ghép cúc mai đa phúc anh em. Thấy dáng của đất lượng. Anh em nào có xem video của Sang thì cũng biết cái cây này anh em. Cây này cây mới nè. Cây này trồng lược dưới cái cây này luôn anh em, trồng lược dưới cây này luôn. Thì cây này là tược ghiên anh em, cái nào tược ghiên thì Sang để cho tược ghiên luôn. Chùm lên anh em, nhiều khi không thấy đế cũng không nhận dạng cái cây anh em. Nếu anh em nào xem thì chắc biết cái cây này anh em. Cái tược nó lên cũng đây coi, đo thử 1, 2, 40 mấy sen luôn em. Nào nào, cái tược này thì cái tược này khoảng 30 sen nữa. Nó ra lọc hai đó anh em. Cái lọc một thì Sang ngắt bỏ nè. Nó giờ nó ra cái lọc hai nè. Giờ lọc hai mà lá nó mướt luôn anh em. Bữa giờ cũng không xịt thuốc, không phao hang gì luôn. Mưa quá rồi với bạn bị con quyệt quá thì cũng không ấy luôn anh em. Cái này là những lá của đợt 1 nè. Đợt 1 thì Sang lặt bớt à. Còn giờ chỉ có đợt tược 2 thôi. Thì để nó ra cây 3 nó là cũng ổn. Thì phôi này nữa. Phôi này thì cũng phôi đang phát triển tốt nè. Phôi này nếu mà ra cỡ đợt này nữa là được cây 3 nghe nè. Thì anh em nào cũng coi thì cũng xem có biết cái phôi này anh em. Phôi này cũng lâu rồi anh em, cũng 5-6 tháng trước rồi. Nó ra cây 3 rồi anh em. Cái này cũng là cũng cây 3 luôn anh em. Lá nó cũng gắt mướt. Thì cái được này là cái tược ghiên anh em. Thì Sang để cái tược ghiên cho nó luôn. Còn cái này là ghép anh em. Cái này ghép anh em. Ghép này tược ghiên thì để cho nó dẫn tược ghiên với tược ghép thì cho nó ấy bình thường anh em. Chừng nào mà nó ra ổn định cái tược ghép thì anh em lắc ngặt ra, lặt cái tược ghiên bỏ anh em. Thì phôi này cũng Sang cũng mới ghép thôi. Đó, ghép cúc hoa hương đi, mới ghép mới bỏ ra cũng 2-3 ngày lượt với cái phôi nãy em. Phôi này nó gãy rớt 2 bo em. Thì không ai mà ghép dính chăm luôn em. Để Sang quay tiếp cái cây tiếp theo cho anh em xem anh em. Cây này hôm bữa anh em. Cây này hoành 90 anh em. Hoành 90 anh em cũng biết cái cây này anh em. Sang chùm nó thôi chứ không gỡ cái này. Chứ giờ mùa mưa anh em, bão mấy ngày nay liên tục luôn anh em.
giờ cho anh em lấy thôi. Sang cái phôi này thì sang ghép một bo đây, ghép một bo cúc hoa hương cho nó. Thì những cái từ này là từ green hết anh em, nó từ green. Bây giờ thì cây này thì mới có phúng lần đầu anh em, chứ chưa có được hai nè. Anh em cái lá nào sau thì quấn anh em lặt bơ bớt nè. Tược cây này rất rất nhiều tược luôn nè, nó phun tược mà cắt thì anh em thấy không, nó kéo ra cái nhựa nó lên. Nó lên đây cũng tược thêm tược anh em, thì anh em cứ để thoải mái anh em, tược nó ra anh em cứ để thoải mái cho nó nghe anh em. Chừng nào mà nó ra cây hai cây ba, cây ba mới ổn định anh em. Anh em cứ gì thoải mái đi. Mưa thì anh em che chắn lại cho đừng có nước mưa vô trực tiếp vô anh em. Nó sẽ làm mưa lâu ngày nó sẽ úng rễ anh em. Bây giờ ồn quá đây. Giờ chiều quá xe đây Đắk Lắk cũng đông nông cũng nhiều nè. Chạy cũng ngộ anh em có không cảm anh em. Cái bo này thì xe cũng mới ghép cái phôi này anh em. Cái phôi này là cái phôi dán thú hôm bữa anh em. Lắc lượng luôn anh em coi xem video anh em cũng biết rồi. Bo cũng sang cũng ghép này. Anh em mà ghép mà nó mùa xương gì là tốt anh em. Bo này dính hết luôn anh em. Nó có lá luôn anh em. Có mùa xương gì nó mấy cái bo nó sẽ tốt hơn, nó sẽ dưỡng cái bo hơn anh em. Đó, có lá cái bo này dính, mấy cái bo này cũng dính luôn anh em. Bo dưới đây nữa nè, nó cũng dính luôn nè. Phôi này cũng trồng cũng 4-5 tháng rồi anh em. Thì nhiều khi sang chùm cái này anh em cũng biết, nhưng mà giờ nếu mà lột ra thì chùm lại cũng lâu rồi nên không cảm thấy nè. Cái đợt này là sang cái mai này được sang ghép cúc hoa hương nó ra cây 2 rồi anh em. Cây 1 thì sang lật bỏ hết rồi. Nó ra anh em. Em thấy không? Rồi sang ghép ngày 5 tháng 7 nè anh em. Sang có từng quay video cho anh em xem cái phôi này anh em. Ghép ngày 5 tháng 7 nè. Thì nó ra cây 2, cây lá 1 thì nè, sang đã lặt bớt, sang đã lặt bỏ hết luôn nè. Giờ ra hoàn toàn cái cây mới luôn anh em. Bo tất cả đều dính hết anh em. Còn cái phôi này nè. Phôi này cũng rất đẹp luôn anh em. Phôi này cũng hoành 70 anh em. Người sang chùm lại thì anh em cũng sang chùm người đấy là thì giờ chỉ lú thắng rồi. Mưa mây này quá trời bão luôn em. Thì có cái phôi này sang ghép 3 bo nè, bo chỗ đây nè, gớt nè, thì nó cũng đang có dần phát triển nè. Còn cái tược gin của nó nè, tược gin của nó nè, nó ra là tược 2 anh em. Ok 3 luôn chứ, nó ra 3 lần rồi đó anh em. Sang lật bỏ hai cây lần đầu ấy nè. Nhờ bên đây nó chớm chớm ra cái thực ba này nè, cái cây ba anh em. Cái phôi này rất ổn định luôn anh em. Thì phôi này tiếp theo nè. Phôi này cũng trồng cũng 6 tháng nay anh em, sang cũng ghép cúc hoa hương hôm bữa thì giờ nó cũng dính anh em, dính hết luôn anh em. Cây này thì sang ghép 3 bo anh em, nửa sang demo. Cái này là cái đỉnh anh em, còn bên đây là cái đưa cái ấy ra làm sao. Còn cái này thì nó chùi xuống anh em. Thì sang ghép nó dính, cái này nó dính nhưng mà nó chưa cái lá anh em. Cái này nữa anh em, có cái tược green nữa nè. Phôi này tược green thì tược này là tược 3, tược 2 anh em, tược 2 chứ không phải tược 3. Đó, cái này cũng tược 2 nè. Hôm bữa cái tược cái cây 1 thì sang lật bỏ rồi, nó ra cái cây 2. Cây 2 anh em. Phôi này cũng rất ổn định thôi. Phôi này thì anh em trồng coi video lâu cũng biết rồi nè. Phôi này hình ấy nè, rất đẹp luôn nè. Phôi này sống 100% anh em. Phôi này nó ra cũng cơi lâu rồi nè. Phôi trồng 6-7 tháng nay anh em. Sang cắt bớt, nó sang cắt ngọn luôn, nó cũng ra cơi mới lên hết rồi anh em. Cơi mới lên hết luôn. Những cái cây bên đây là cái cây đa phúc anh em, sang trồng để ghép thôi nha, chứ không cây mẹ anh em. Có cây này nụ nó nè, thấy không, nụ này chưa tết là ok luôn anh em, làm nụ chưa tết như là quá ok luôn nha. Đó,
Và thôi, video của Sang cũng xin kết thúc tại đây anh em. Nếu anh em thấy hay, like, đăng ký kênh ủng hộ Sang anh em. Cũng thời gian bận quá, thời gian vừa qua cũng thông cảm anh em, cũng thông cảm nhiều anh em. Xin bye bye anh em, chào tất cả anh em.